Chờ tí, chờ tí. Cho Cam một bất ngờ luôn nha. Chị mới mua này tặng Cam này. Có cái gì đây, thế? Đây là kính đeo mắt nha. Đây nha. Đây nha. Thật ra nó là ống hút hình kính mắt đấy các bạn ơi. Rồi. Bây giờ mình sẽ hút nước nha. Cam hút đi xem có hút được không nào đấy. Hút mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh nữa lên. Hút mạnh nữa lên nào. Hút đi. Bạn Cam mà hút yếu quá. Nó cứ lên được một nửa này. Lên một nửa rồi lại xuống đi. Ra nhìn này. Nó chạy xung quanh mắt này. Đấy. Đấy. Ngửi. Có cái mùi gì cậu ơi? Mùi gì thơm lắm. Có mùi gì thơm ở đây. À. Quả mít này chín rồi. Hả? Nhưng mà sao quả mít này nó lại khác với hai quả mít này thế nhỉ? Bây giờ mình sẽ hái quả này xuống để làm kem nhé các bạn ơi. Mùi chín mùi thơm ơi là thơm luôn. Đừng có hái ta. Đừng có hái ta. Ta không muốn bị làm kem đâu. Úi. Ai ôi mà. Úi. Đâu rồi? Đâu mất rồi? Rơi đâu mất rồi? Ta ở dưới này cơ mà. Còn lâu mới bắt được ta. Tớ đã thu nhỏ được nó lại rồi. Đến này. Chụp nó đi, không là nó. Nó chạy. Bắt được chưa? Bắt được rồi. Này. Ôi trời ơi, nó vẫn đang dậy này. Này. Đây như không phải quả mít cậu ơi. Tớ thì nhìn giống nó giống quả sầu riêng ấy. Ừ. Rồi nó vào đây để bổ nó ra đi. Ừ. Đi. Đi vào đây. Wow, cậu có cái gì mà hay thế. Vừa nãy biến được quả mít của tớ thành quả mít nhỏ luôn. Đèn pin hình con chuột Mickey này các bạn ơi. Đây là đèn pin không phải thường đâu, đây là đèn pin thần kỳ. Wow. Nó có thể biến các thứ to nhỏ theo như mình mong muốn luôn nha. Cho tớ mượn. Không. Đi mà. Cho tớ mượn một lúc thôi, làm gì mà keo kiệt thế. Không, để cho tớ mượn. Đừng, từ đây. Đừng. Ôi. May quá, không đuổi được mình rồi. Mình đã lấy được đèn pin của bạn nhím rồi. Không biết đây phải đèn pin thần kỳ không nhỉ các bạn ơi. Đèn pin này như đèn pin bán ở mấy tiệm tạp hóa ấy. Chứ đâu mà thèm đèn pin thần kỳ. Mình nói chung là mình không tin bạn nhím đâu. Bây giờ mình phải làm thế nào nhỉ? À đây rồi. Có con hổ của bạn chó đây rồi. Mình sẽ thử biến xem cái con hổ đồ chơi này nó có biến thành con hổ thật không nhỉ các bạn ơi. Nếu mà biến thành con hổ thật thì chắc chắn đây là cây đèn pin thần kỳ rồi. Bây giờ mình sẽ để hổ ở đây nhé các bạn ơi. Đấy. Để chả may mà nó có biến thành hổ thật thì mình còn chạy được nhé các bạn ơi. Ui, con hổ thật này các ơi. Con hổ đồ chơi nó biến thành con hổ thật rồi này. Ui, con hổ này. Con hổ này nó ăn thịt không biết ơi. Đừng ăn thịt tớ, đừng ăn thịt tớ. Ui, sợ hổ nha. Hả? Rồi xong. Đang ở đâu thế này? Ở đâu mà sao tối đen thế này? Có ai không? Có ai ở đây không? Có ai cứu tôi với? À, mình nhớ ra rồi. Mình bị con hổ nó ăn thịt. Ui, bây giờ mình đang ở trong bụng con hổ à? Ui, con chó Mick của mình đâu rồi? Mick ơi, Mick đang ở đâu thế? Mick ơi, lại đây, mày đang ở đâu đấy? Tao không nhìn thấy mày, tối quá. Ui, có ai ở đây không? Cứu tôi với. Tôi đang ở trong bụng hổ. Có ai ở ngoài đấy không? Cứu tôi với. Con Mick đâu rồi? Con Mick
ơi, còn mỗi mình tôi ở trong này thôi, con Mích đâu rồi? Ôi, Mích ơi, cứu tao với, cứu, cứu. Không biết bạn Trang bạn ấy lấy cái đèn pin của mình đi đâu rồi. Đi toàn biến linh tinh ra mấy cái đồ ăn mấy cả ấy khổng lồ thôi, mấy lần rồi. Ô, con chó của bạn Trang này, sao lại ở đây? Cái chủ mày đâu rồi? Chủ mày vừa lấy cái đèn pin của tao rồi, đi biến linh tinh rồi thì. Cái gì? Biến ra con hổ á? Thế á? À, nó còn cắn cả hai người vào như thế á? Úi dồi ôi, sợ thế cả. Thế xong rồi làm sao mà mày thoát ra được? Ồ, mày chui ra được à? Thế Trang đâu? Trang đâu rồi? Ôi, bạn Trang vẫn bị con hổ nó nuốt vào bụng à? Úi dồi ôi, ai bảo cô chủ chúng mày cứ nghịch ngợm thế cơ? Bây giờ dẫn tao đi cứu con, cứu ngay cho nên, đi. Đâu? Đâu? Đây rồi, cái đèn pin thần kỳ của tao đây này. Ái da, nó đi ra ngoài đồng kìa. Được rồi, thế bây giờ tao với mày phải đi cứu bạn Trang thôi. Không á thì để lâu là nó tiêu hóa mất đấy. Úi dồi ôi, thế này lại bị hổ nuốt cả vào bụng thế này thì. Đi thôi, đi thôi. Bắt đầu lên xe. Đi, tao phải đi cứu Trang thôi. Xuống thôi Mích ơi. Ui Mích ơi, mày nhìn kìa, con hổ nó còn đang nhảy múa nữa kìa kìa. Ui, nó lại đuổi một con gì nữa kìa, hình như là nó đuổi con bò à. Nhanh lên, tao với mày phải đi ra để tiêu diệt nó nhanh thôi, không thì nó làm hại mọi người mất. Đi. Con hổ kia, thả ngay bà Trang ra ngay. Không, tao bắn cho bây giờ. Nhanh lên, thả ra. À, đây còn ngoan cố à. Ui. Con hổ đã bị tiêu diệt rồi. Ôi bà Trang ơi, bà Trang đâu rồi? Ui, tôi đang ở đâu thế này? Ui, bạn Trang đây rồi. Bạn Nhím, sao tớ lại ở đây vậy? Cậu à, cậu nghịch cái đèn pin của tớ biến ra con hổ, thế là bị con hổ nó nuốt vào đây đấy. Ui, thế à? Ui, may quá. May mà có cậu giải cứu cho tớ, không thì chắc là tớ vẫn ở trong bụng hổ mất. May mà có cái con chó của cậu ấy, nó về nó nói cho tớ biết đấy. Đúng rồi. Mích ơi, lại đây nào. Ui, trời ơi, sung sướng quá. Ui, đau toàn thân luôn cậu ơi. Cậu đã biết sợ là gì chưa? Ui, tớ sợ lắm rồi. Lần sau đừng có biến ra linh tinh như thế đâu nha. Tớ tưởng là cái đèn pin của cậu là cái đèn pin ở tạp hóa, đèn pin bình thường. Ai dè nó lại là cái đèn pin thần kỳ, biến cái con hổ đồ chơi tớ thành con hổ thật. Lần sau chỉ được biến đồ ăn với cả những cái thứ nhỏ nhỏ thôi. Cậu lại dám biến ra con hổ thật thì nó ăn thịt là đúng rồi. Thôi đi về đi nha, nên không bố mẹ lo lắng. Ôi nắng quá, cảm ơn cậu nhá.